Hai cưng. Dạ chào anh. Đến sách phụ cho. Dạ thôi không cần đâu. Đến phụ cho. Đứng lại. Chạy nó đi. Hả? Mẹ nó. Bắt người ta. Cứu tao với. Đứng lại. Bắt người ta. Cô ơi. Cô ơi cái vụ gì? Sao vậy? Có chuyện gì? Ông Tùng. Ông Tùng nào? Cô ơi. Thôi, tôi biết gì đâu, tôi biết gì đâu. Anh muốn làm cái gì cũng được hả? Cái này là em nói đó nghe. Đứng lên. Cởi áo ra. Chị hai, không được. Chị hai. Im. Cởi áo ra. Chị hai đừng làm vậy. Đi đi mày. Chị hai đừng làm vậy. Ông làm gì vậy? Ây. Chị hai, chị còn nhớ mặt thằng khốn nạn này không? Hôm nay em đưa nó tới đây để đền tội với chị. Vậy là em cũng trả được mối thù này cho chị rồi. Một lát nữa thôi, linh hồn của chị sẽ được siêu thoát. Cứu tôi với. Đứng im. Đứng im. Đứng im. Đứng im. Dừng lại.